Nhật Bãi Hồng Thanh xin kính chào cô chú anh chị đã quay trở vào với kênh YouTube của em. Dạ vâng, ngày hôm nay thì em lại tiếp tục lên báo giá 9 mẫu à 11 mẫu bếp ga dòng nội địa Nhật để cô chú anh chị nhà mình vào theo dõi và lựa chọn cho gia đình nhà mình. Đầu buổi báo giá của ngày hôm nay em xin kính chúc đến toàn thể cô chú anh chị nhà mình trên mọi miền Tổ quốc một ngày mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc thành công trong mọi lĩnh vực. Vâng cô chú anh chị nhà mình ơi, ngày hôm nay thì em lại tiếp tục lên báo giá nhanh 11 mẫu bếp ga dòng nội địa Nhật để cô chú anh chị nhà mình vào theo dõi. Có những dòng mặt sơn, mặt men, phiến vặn, phiến nhấn, phun chức năng, đa chức năng, mặt kính để cho cô chú anh chị nhà mình vào theo dõi dễ lựa chọn cho gia đình nhà mình. Vâng, đầu buổi báo giá của ngày hôm nay em tin gửi đến cô chú anh chị nhà mình đó là một chiếc bếp đến từ thương hiệu Jinai phiến vặn và cái này thì dòng phiến vặn như thế này nó rất là nhẹ nhé Đấy, rất là nhẹ Chỉ cần ấn nhẹ thôi là lửa lên Cái này thì nó có thêm phiến ấn 3S Cái dòng phiến ấn 3S này Nó sẽ hỗ trợ mình khi mà chiên rán Hoặc là rang đồ khô Đấy thì cô chú anh chị nhà mình hãy sử dụng đến cái dòng phiến uh, 3S này nhé thành vách của cái này đấy thì nó không có một vết chảy xước nào nhé không chảy xước không móp méo này ở trong khay nướng đấy vị nướng là in ốc và khay là men zin nhé cả nhà mình cái này thì nó chỉ thuộc một tầng lửa của lò nướng thôi đó một tầng lửa của lò nướng thì mình sẽ nướng được ít thức ăn hơn chẳng hạn là mình nướng được tầm một cân tôm hoặc là một cân cá thôi cả nhà mình nhé bề mặt đường trên của bếp đấy nó là dòng mặt men này và nó được phun kim tuyến nhé rất là đẹp này đấy những ánh kim tuyến vô cùng là đẹp nhé cái nhà mình cái này thì màu xám nhé rất là đẹp màu sắc vô cùng là mắt mắt luôn vâng cái này nhà bác nào mà ưng cái màu này thì mình đặt vào căn phòng bếp thì rất là đẹp bo lửa thì được làm bằng nhôm nguyên khối nhé đó cả nhà mình thấy này nhôm rất là dày luôn và đang còn mới nhé họng bếp thì tròn trĩnh này họng bếp thì rất là đẹp em sẽ quay gần thì bác có thể là thấy được cái dòng bếp này thì độ bền của nó rất là cao nhé bên em thì làm rất là cẩn thận ở dưới đều đã có lưới chống chuột và bốn xung quanh thành vách uhm, có lỗ hổng nhỏ nào thì bên em đều đã gắn lưới chống chuột vào nhé dòng bếp nhật đấy thì nó có tính năng an toàn bảo đảm dù là mặt men mặt sơn hay là phiến vặn phiến nhấn, phun chức năng đa chức năng hay là dòng chức năng đơn giản thì đều có dòng cảm biến nhiệt này để nó phòng tránh cháy nổ nhé cả nhà mình. Khi mà mình nấu đấy, nước sôi trào xuống bề mặt này thì hai cảm biến ở giữa nó sẽ tự động tắt lửa và khóa ga đó là tính năng an toàn đầu tiên và cái thứ hai là các bác đang nấu như thế này mà có tác động của gió ở bên ngoài làm thổi tắt đi ngọn lửa thì nó sẽ khóa ga trong vòng 5 giây sau đó là cái thứ hai và cái thứ ba mà cái dòng bếp nha Việt Nam mình mà các cô các chú nấu đấy thường hay quên là sẽ bị cháy thức ăn hoặc là cháy nồi đấy thì riêng cái dòng bếp nhật đấy nó sẽ giúp cho mình không bị cháy thức ăn không bị cháy nồi nữa nhé cô chú anh chị nhà mình đó là khi mà cô chú anh chị nhà mình kho cá kho thịt ở trên bếp mà có một cái cuộc điện thoại hoặc là có một người khách đến nhà mà mình tiếp khách mình quên đi mình không nhớ là mình đang nấu ở trên bếp thì cũng không sợ là bị cháy thức ăn hoặc là cháy nồi nữa bởi vì là khi mà cái nhiệt độ nó lên ngưỡng 250 độ mà nước ở trong nồi cạn ấy, thì nó sẽ đều tự động tắt lửa và khóa ga nhé cô chú anh chị nhà mình. Đó, nó sẽ đem lại cái sự an toàn cho gia đình nhà mình mà nó lại còn tiết kiệm được cái lượng ga tới 3 40% lượng ga vâng một cái dòng phím vặn này đấy thì nó rất là tiện sử dụng cho mọi lứa tuổi đấy nhất là các bác mà cao tuổi đấy mình sử dụng về cái dòng phím vặn này nó không có nhiều chức năng chức năng đơn giản như thế này mình dễ sử dụng hơn đấy và khi mà mình nấu nướng mình quên đi thì nó sẽ hỗ trợ mình là tự động tắt lửa khóa ga nhá cô chú chị nhà mình à, có thể là nhà mình có các bác cao tuổi đấy thì mình mua về mình tặng cho người thân Đấy, mình tặng cho bố cho mẹ mình uh, những cái uh, dòng bếp như thế này đặt vào căn phòng bếp để cho nó có độ an toàn cao nhé cả nhà mình Vâng cái này thì bên em đang bán với giá là 2 triệu 300 nghìn đồng bác nào mà ưng cái mẫu này đấy thì mình chụp lại vào Zalo cho em nhé hoặc là liên hệ vào số điện thoại của em là 03 6148 716 bên em thì sẽ bao ship toàn quốc đồng thời là bảo hành về bếp là một năm hỗ trợ về kỹ thuật bếp là trọn đời và số Zalo của em cũng là số này cả nhà mình nhé số zalo của em là 036148716 nhé. Bây giờ thì em xin phép được sang cái thứ hai, cái thứ hai cũng là thương hiệu Zinai phiến nhấn nhá. Cái này thì cũng rất là đẹp này, cái dòng phiến nhấn mà nó tròn như thế này thì nhìn nó không lộ lẽo rất là đẹp nhé. Và riêng dòng phiến nhấn này <laughs> thì nó đều có cái cần để mình chỉnh lửa to nhỏ nhá cái nhà mình. Đấy. Và ở dưới này thì nó đều có khóa trẻ em nhé Khi mà mình khóa lại thì trẻ em nó sẽ không vào nó nghịch được Và sau khi mà mình nấu thì mình lại mở ra Đấy nó rất là an toàn bảo đảm cả nhà mình ạ cái này thì thành vách nó không có chảy xước nhé này thì nó cũng có thêm phím ấn 3S để hỗ trợ mình chiên rán nhé ở trong khay nướng đấy vị nướng là inox và khay là menzin cái này thì nó cũng thuộc một tầng lửa của lò nướng thôi thành vách hai này thì nó không có chảy xước không có móp méo nhé bề mặt đằng trên là mặt men này bo lửa thì được làm bằng nhôm nguyên khối nhé cả nhà mình thấy này sau khi mà người nhật họ đã sử dụng rồi bên em đem về lau dọn mà cái độ mới của dòng nhôm như thế này thì với biết là cái dòng này họ làm rất là bền độ bền của họ rất là cao nhé và cái họng của cái bo lửa này thì nó rất là dày này nó chưa có dấu hiệu hen dĩ hay là hao mòn theo năm tháng nhé Đấy, rất là chất luôn cả nhà mình ạ và họng bếp của cái này thì nó là thuộc dòng họng nguyên bản nhé ở diềm này thì nó có một miếng sắt để chắc chắn dầu mỡ này cái này thành vách cũng như là bề mặt đường trên của bếp đấy Nó không có bị chảy xước hay là móp méo ở đâu nhé Rất là đẹp, vuông thành sắc cạnh Cái này thì bên em đang bán với giá là 2 triệu 600 nghìn đồng Bác nào mà ưng mẫu này thì chụp lại gửi vào Zalo cho em nhé Bây giờ thì em xin phép được sang cái thứ ba của ngày hôm nay đấy Cái thứ ba của ngày hôm nay là một chiếc bếp Đến từ thương hiệu Paloma màu trắng tinh khôi nhé màu trắng rất là đẹp luôn và cái này thì nó có nó là sử dụng dòng phiến vặn phiến vặn này rất là nhẹ nhàng cái này thì nó có thêm một cái phiên ấn ở đây là chế độ à, hẹn giờ được 30 phút của bếp nấu nhé Đấy, bên này thì có phiến ấn 3S này và cái này thì đời rất là cao luôn đời của nó là đời 21 nhé cả nhà mình ở trong khay nướng vị nướng này toàn bộ là in ốc còn mới kinh keng luôn cái này thì nó cũng thuộc một tầng lửa của lò nướng thôi bề mặt đằng trên của bếp là màu trắng nhé bo lửa thì được làm bằng nhôm nguyên khối này rất là đẹp này đó. ở trên thì đều có miếng sắt để che chắn dầu mỡ họng bếp thì tròn trĩnh nhé dày rất là đẹp luôn cả nhà mình ạ và đây là thoát hơi của lò nướng đó tất cả toàn bộ thành vách cũng như là bề mặt đằng trên của bếp không có một vết chảy xước hay là bị móc méo gì nhé rất là đẹp vuông thành sắc cạnh và cái này thì bên em đang bán với giá là 3 triệu 200 nghìn đồng. Vâng bác nào mà thích màu trắng tinh khôi này thì mình chọn vào cái uh, dòng uh, bếp này cho em nhé. Vừa là đời cao, vừa là màu sắc đẹp và uh, ngoài cái chế độ uh, hai bếp nấu ở trên, lò nướng ở dưới thì nó có thêm chế độ là hẹ, hẹn giờ được 30 phút và thêm cả phím ấn 3S nữa. Đó, rất là đẹp nhé. Màu này rất là đẹp luôn. Vâng bây giờ thì em xin phép được sang cái thứ từ của ngày hôm nay đấy đến từ thương hiệu Paloma cái này thì nó thuộc dòng phiến nhấn nhá rất là đẹp này cái này thì cũng đẹp thành vách cũng thế nhá không có chảy xước không có móp méo ở trong khay nướng đấy vị nướng là in ốc và khay là menzin cái này thì nó cũng thuộc một tầng lửa của lò nướng bề mặt đằng trên là mặt sơn nhá mặt sơn và bo lửa thì được làm bằng đồng nguyên khối nha cả nhà mình đó họng bếp thì rất là đẹp này và kiềng là kiềng inox nhé Đó, thành vách cũng như là bề mặt đằng trên này Không có bị uh, uh, móp méo chảy sức ở đâu nhé Cái này thì uh, bên em đang bán với giá là 2 triệu uh, 200 nghìn đồng nhé Bác nào mà ưng mẫu này thì chụp lại cái vào zalo cho em ạ Và bây giờ thì em xin phép được sang cái thứ uh, Năm của ngày hôm nay Cái thứ năm của ngày hôm nay thì đến từ thương hiệu Zinai này, phiến vặn này Đấy, cái dòng phiến vặn của Nhật này họ làm rất là nhẹ nhàng nhé Mình chỉ cần xoay nhẹ thôi và cái nơi này là nơi chứa pin nhé cả nhà mình một đôi pin đại thì mình uh, sử dụng được tầm uh, 3 uh, 4 đến 5 tháng mới phải thay nhé đấy thành vách của cái này thì nó không có chảy xước cái này thì cũng đời cao nhé đời uh, cũng thuộc dòng đời 21 luôn ở trong khay nướng vị nướng thì tất cả nó cũng đều là inox nhé rất là mới, rất là đẹp luôn Và đời lại cao Bề mặt đường trên là mặt men màu đen nhé Bo lửa thì được làm bằng nhôm nguyên khối này Đó, cái nhà mình thấy này Chất nhôm họ làm rất là bền Độ bền của nó cao Nó không bị hen dĩ giống như cái dòng bo lửa của Việt Nam mình nhé à, Bo lửa của Việt Nam mình thì nấu một thời gian à, Những cái đường trên này nó sẽ dĩ dần Và sau đó là nó thủng nó họng nhé Cái này thì họng bếp rất là đẹp nhé Rất là tròn chỉnh luôn Vâng, cái này thì bên em đang bán với giá là 2 triệu 700 nghìn đồng à, Cô chú anh chị nhà mình mà ưng mẫu này thì mình chụp lại gửi vào Zalo cho em nhé Hoặc là liên hệ vào số điện thoại của em Và bây giờ thì em xin phép được sang cái thứ sáu của ngày hôm nay Cũng đến từ thương hiệu Zinai, phiến nhấn này Cái này thì à, nó cũng có thêm phiến ấn 3S nhé Thành vách thì không có chảy xước nhé, không có móp méo Ở trong khay nướng vị nướng này Đó, Rất là đẹp này Bề mặt đằng trên là mặt sơn nhé Bo lửa thì cũng được làm bằng nhôm nguyên khối này cô chú anh chị như mình thấy này Cái dòng nhôm họ làm rất là chắc chắn này Rất là dày luôn nhé Độ mới độ sáng bóng của nó này à, Tuy là đã qua sử dụng Thế nhưng mà độ mới của nó còn cao như thế này Thì à, chứng tỏ rằng cái dòng này nó rất là bền Vâng nó vô cùng là bền nhé Và họng bếp đấy thì tròn trịnh nhé Rất là đẹp dày họng bếp dày Ở cái diềm này thì nó có miếng sắt Để che chắn dầu mỡ nhé cái này thì bề mặt đường trên cũng rất là đẹp này Cái này thì bên em đang bán với giá là 1 triệu 900 nghìn đồng nhé Cô chú anh chị nhà mình mà ưng mẫu này Thì mình chụp lại pha zalo cho em ạ Và bây giờ thì em xin phép được sang cái mã thứ 7 của ngày hôm nay Cái mã thứ 7 của ngày hôm nay Thì đến từ thương hiệu Osaka Ga Cái này thì thuộc dòng full chức năng đấy Dòng full chức năng có phiên ấn 3S có chế độ nấu nước hẹn giờ 5 phút 10 phút tăng nhiệt độ từ 160 lên 200 đồng hồ hẹn giờ của bếp nấu chế độ nấu cơm và nấu cháo cái chế độ nấu cơm nấu cháo này thì nó sẽ giúp mình những cái hôm mà mình sử dụng nồi cơm điện chẳng may mà mất điện đấy thì mình có thể là sử dụng vào cái Uh, phía phiến ấn này nhé uh, Mình vo gạo cho vào nồi và chọn chế độ nấu cơm nhé Rất là tiện lợi cả nhà mình ạ Vâng, còn cái uh, đồng hồ này thì nó hẹn giờ cho lò nướng nhé Cái này thì thành vách nó không có chảy xước nhé Không chảy xước, không móp méo Và đời của nó là đời 15 nhé Ở trong khay nướng, vị nướng này Tất cả là in ốc mới kinh keng luôn nhé cả nhà mình Mới lắm luôn ạ Ở trong này này, cả nhà mình thấy này đấy nó rất là đẹp nó đang còn mới nhé và cái này thì nó thuộc dòng hai tầng lửa của lò nướng hai tầng lửa của lò nướng thì cả nhà mình có thể là nướng được một cân rưỡi tôm hoặc là một cân rưỡi cá nhé đấy rất là tiện phải không cả nhà mình ở trên thì mình nấu nướng này ở trên mình nấu canh chẳng hạn à, mình xào rau này hoặc là chiên rán này ở dưới thì mình phụ thêm là nướng thức ăn đấy tôm cua cá thịt gì thì mình cho vào đây mình nướng được hết nhé Diềm của cái bếp này thì nó toàn bộ là in ốc nhé Toàn bộ là in ốc à, Và mặt kính này, mặt kính sọc dưa nhé Rất là đẹp Bo lửa thì được làm bằng đồng nhé Bằng đồng nguyên khối cả nhà mình nhé Đấy Và cái này thì à, Kiềng của nó cũng là dòng kiềng full inox ốc này Và cái thoát hơi của lò nướng cũng là dòng full in ốc nhé Đó Nói chung cái này vừa là full chức năng và là full inox luôn Đấy thì bên em đang bán với giá là 4 triệu 500 nghìn đồng Cô chú anh chị nhà mình mà ưng mẫu này thì mình chụp lại gửi vào Zalo cho em ạ Và bây giờ thì em xin phép được sang cái thứ 8 của ngày hôm nay Đến từ thương hiệu Haman Cái này thuộc dòng uh, Mát X nhé Cái này thì nó có chế độ là tăng nhiệt độ từ 160 lên 200 uh, Chế độ uh, nấu uh, nước 3 phút và 10 phút chế độ nấu cơm nấu cháo bên này thì có phiên ấn 3S nhé đó ở trong khay nướng này vị nướng là inox và khay là menzin cái này thì nó thuộc một tầng lửa của lò nướng thôi cái này bề mặt đằng trên của bếp đấy nó là dòng mặt kính phun kim tuyến màu xanh nhạt nhé bo lửa thì được làm bằng nhôm nguyên khối này đó và riêng cái dòng bo lửa như thế này thì mình nấu đấy lửa nó rất là to và đều lửa nhá cả nhà mình dòng bếp này thì nó thuộc dòng họng đúc nhé họng đúc thì các bác đừng chê cái dòng họng đúc này độ bền của nó rất là cao bởi vì là cái chất liệu họ làm đấy họ đổ cái họng đúc này nó bằng gang nhé đấy, rất là dày luôn sử dụng cái độ bền của nó vừa cao này mà lửa ra thì lại rất là đều rất là đẹp luôn chức năng thì vô cùng là nhạy nhé dòng cảm biến nhiệt thì rất là nhạy này đấy, thành vách cũng như là bề mặt đường trên của bếp không có vết uh, dạn nứt hoặc là chày xước nhé Cái này thì bên em đang bán với giá là 3 triệu đồng Vâng, cô chú anh chị nhà mình mà ưng mẫu này thì mình chụp lại gửi vào Zalo cho em ạ Và bây giờ thì em xin phép được sang cái thứ 9 này Cái thứ 9 của ngày hôm nay đấy, đến từ thương hiệu Haman nhé Cái này cũng là dòng phun chức năng nhé đấy. Và thuộc dòng mặt đứng này, thành vách thì rất là đẹp này ở trong khách nướng vị nướng này toàn bộ là inox nhé cái này thì nó chỉ thuộc một tầng lưỡi của lò nướng thôi Đấy, có chế độ tăng nhiệt độ từ 160 lên 200 này, chế độ nấu nước hẹn giờ 3 phút 10 phút phi nấn 3S này, đồng hồ hẹn giờ có lò nướng, đồng hồ hẹn giờ của bếp nấu này, chế độ nấu cơm và nấu cháo nhé. Diềm toàn bộ là inox này. Và bề mặt đằng trên là mặt kính nhá, mặt kính phun kim tuyến. Màu này là màu màu rêu nhé Rất là đẹp luôn. Bo lửa thì được làm bằng nhôm nguyên khối nhá cả nhà mình. Đấy rất là đẹp luôn và ở trên thì đều có miếng sắt để che chắn dầu mỡ này họng bếp cực kỳ là đẹp tròn trịnh nhé nói chung là cái bếp này thì màu sắc vô cùng là mát mắt nhé đó rất là đẹp luôn cả nhà mình ạ cái này thì độ mới cũng đang còn cao nhé cũng còn tới 95 độ mới vâng bên em đang bán với giá là 3 triệu 300 nghìn đồng bác nào mà ưng cái mẫu này đấy thì mình chụp lại vào Zalo cho em nhé và bây giờ thì em xin phép được sang cái thứ 10 của ngày hôm nay Vâng, cái thứ 10 của ngày hôm nay đấy thì đến từ thương hiệu baloma Paloma nhé. Cái này thuộc dòng 360 này. Đó, cái này nó cũng có một đồng hồ hẹn giờ được hai bếp nấu ở trên, lò nướng ở dưới này. Chế độ là nấu cơm và nấu nước nấu cháo này, tăng nhiệt độ từ 160 lên 200, phím nấn 3S. Cái này thì thành vách không có một vết chày xước nào nhé, rất là đẹp. Ở trong khay nướng, vị nướng toàn bộ là in ốc này. Và cái này thì khoang nướng của nó rất là rộng nhé, mình có thể là nướng được nhiều thức ăn hơn bề mặt đằng trên là mặt sơn nhé bo lửa thì được làm bằng nhôm nguyên khối này mới kinh keng cả nhà mình ạ đó rất là đẹp họng bếp cực kỳ là đẹp này vừa sáng này tròn chỉnh này không có dấu vết là bị hen dĩ nhé vô cùng là sắc nét vâng cái này thì bên em đang bán với giá là 3 triệu 500 nghìn đồng các bác mà ưng mẫu này thì mình chụp lại gửi vào zalo cho em nhé và bây giờ thì em xin phép được sang cái cuối cùng của ngày hôm nay cái cuối cùng của ngày hôm nay đấy thì đến từ thương hiệu Zinai phiến vặn. cái này thì ở trong khay nướng vị nướng này, toàn bộ là in ốc nhé, còn mới kinh keng luôn. Thành vách thì không có chảy xước, bề mặt đằng trên là mặt sơn nhé. Bo lĩa thì được làm bằng nhôm nguyên khối này. Đấy, rất là mới luôn cả nhà mình nhé. Sử dụng rồi mà nó còn mới lắm luôn đấy Rất là đẹp và họng bếp thì tròn trịnh nhé. Họng bếp không có dấu hiệu gọi như là hen dĩ hay là mòn nhé. Ở diềm này thì nó có inox nhé đó. Cái này thì cũng rất là đẹp này Cái này thì giá rất là hợp lý bình dân nhé 1 triệu 700 nghìn đồng Vâng à, Cô chú anh chị nhà mình mà ưng mẫu này thì chụp lại gửi vào zalo cho em nhé Hoặc là liên hệ vào số điện thoại của em là 0336148716 Dạ vâng, ngày hôm nay thì em Thinh gửi lên cô chú anh chị nhà mình là 11 mẫu bếp ga và lên giá cả 11 mẫu bếp ga để cô chú anh chị nhà mình vào theo dõi. Khi mà mình vào theo dõi kênh của em đấy mà mình ưng cái mẫu nào mình chụp lại gửi vào Zalo cho em nhé. Hoặc là cô chú anh chị nhà mình có thể là liên hệ vào số điện thoại của em thì em sẽ tư vấn cũng như là sẽ gửi đến cái mẫu mà mình chọn nhé. Vâng, à, trước khi mà cô chú anh chị nhà mình mua bếp ở bên shop em đấy thì mình có thể là cọc trước cho bên em 3 đến 500 à, thứ nhất là mình làm cái niềm tin cũng như là thứ hai là mình làm cái phí vận chuyển nhé à, và khi mà cô chú anh chị nhà mình mua bếp rồi đấy thì uh, shipper họ đem đến nhà đấy mình có thể tháo gỡ thùng xốp ra và kiểm tra cùng uh, với shipper chẳng hạn như là dòng mặt kính này thì nó không được dạng nứt này, không vỡ này, không móc méo, mình mới nhận hàng nhé. hoặc là như dòng mặt men đấy cũng không chảy xước, không móc méo thì mình mới nhận hàng. còn có những cái dấu hiệu như trên thì cô chú anh chị nhà mình gửi trả quay lại cho bên em và bên em sẽ chịu trách nhiệm gửi đi cái mẫu khác nhé. đó. cho nên là khi mà cô chú anh chị nhà mình mua bếp ở bên shop em thì cứ yên tâm, à, mình có cọc trước mấy trăm thì mình cũng không lo bị mất nhé. bên em sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn. À, để à, gửi đi những cái mẫu bếp mà mình cần lựa chọn nhé cô chú anh chị nhà mình Vâng trong buổi báo giá của ngày hôm nay đấy Thì à, 11 à, mẫu bếp này mà cô chú anh chị nhà mình chưa tìm được ra cái mẫu bếp mà mình à, à, cần chọn ấy Thì à, mình đang cần chọn cái mẫu bếp chẳng hạn như là thương hiệu khác hoặc là à, dòng bếp khác đấy Thì mình có thể là liên hệ vào số điện thoại của em Thì em sẽ tư vấn cũng như là sẽ gửi đến cái mẫu đó cho cô chú anh chị nhà mình nhé Vâng đến đây thì à, em... À... Xin được tạm dừng video. À, em Thinh thì rất là cảm ơn đến toàn thể cô chú anh chị nhà mình đã quan tâm theo dõi cũng như là đã ủng hộ shop em rất là nhiều. Vâng, à, đã mua mặt hàng ở bên shop em rất là nhiều một lần nữa thì em cảm ơn đến toàn thể cô chú anh chị nhà mình trên mọi miền Tổ quốc nhé. Vâng đến đây thì em xin được tạm dừng video. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị nhà mình những video tiếp theo ạ. À.